Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Kỹ Thuật Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ online đỉnh cao của chiến thần Vương Thứ Nhất trong 29 tháng 3 năm 2024. Ván cờ mà ngoại tinh lấy khách Vương Thứ Nhất sẽ cầm bên đỏ đi tiên. Kính mời các bạn cùng theo dõi.吃。 吃。 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 将军。 吃。 吃。 吃。
吃 吃将军吃吃吃吃吃吃将军将军吃
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。吃。吃。
将军。Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho chạy tướng vào thì bên đen phải buông cờ xin thua. Bởi các bạn thấy ngay, bên đỏ đang mai phục phần cờ cho thoái xe về, bắt sĩ và bắt xe ngay. Đường cờ thua về sau dành cho bên đen. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.